Hai tầng rất là rõ ràng. Tầng nước cốt dừa và tầng thạch với lại dừa non nổi lên thành vân rất là đẹp. Hello, xin chào các bạn. Bữa nay mình sẽ làm món thạch dừa rau câu. Ở đây mình sẽ dùng là 3 trái dừa tươi, 1 lon nước cốt dừa, đường thốt nốt. Và đây là một gói thạch rau câu của Thái Lan, thạch giòn nhé các bạn. Có chữ agar powder. Các bạn nhìn cho kỹ giùm mình nhé. 3 trái dừa mình cui ra, mình đong được đúng 1 lít nước nha các bạn. Thì đây là thịt dừa mình đã lấy ra. Mình sẽ dùng là 1/3 gói thạch rau câu này cho 1 lít nước. Tại vì là một cái gói này nó là 25 gram, thì mình sẽ dùng 1/3 gói thôi. Mình cho 1 lít nước và 120 gram đường thốt nốt. Bây giờ mình sẽ cho vào đây mình trộn nhé. Một cái gói này nó là 25 gram, thì mình sẽ chia nó là làm 3 các bạn nhé. Thì khi mà làm 3 ấy, thì nó sẽ bằng 3 cái miệng của cái muỗng này. Mà cái muỗng này là cái muỗng nếu mà đong bằng nước ấy, thì nó sẽ là 15 ml nước. Mình sẽ dùng cái muỗng đó để mình đong nó. Mình sẽ đổ nó vào đây, cái nước dừa nhé các bạn. Mình ngoáy cho nó đều lên. Các bạn nhớ là đây là 3 quả dừa mà được đúng 1 lít nước nha các bạn. Mình sẽ ngoáy nó lên đều như thế này. Bây giờ mình sẽ lấy 1/3 cái chỗ nước này để tí nữa mình làm cốt dừa nhé các bạn. Thì bây giờ mình đổ vào nồi 2/3. Đã bắt bếp nha các bạn. Mình nấu và mình sẽ cho vào đây 2/3 cái chỗ đường ban nãy nha các bạn. Các bạn cứ ngoáy cho mình cho đến khi nó phải sôi nhá, chứ không có là nó sẽ bị vón cục ấy. Giờ nó đã sôi, các bạn ngoáy cho mình khoảng 5 phút nha các bạn nhé. Các bạn ngoáy nhẹ tay thôi, không có nó lên bọt đấy. Xong 5 phút rồi mình cho dừa vào nhé các bạn. Mình tắt bếp đi nhé. Tắt bếp rồi cho dừa vào. Rồi. Mình sẽ đổ nó vào cái khay. Mình sẽ đổ nó vào cái khay này nhé các bạn. Rồi mình đổ khoảng 2/3 khay thôi. Tí xíu mình sẽ cho nước cốt dừa vào. Đó. Bây giờ mình đến lượt mình làm cái phần nước cốt dừa nhé các bạn. Thì chỗ này là cái chỗ mà nước dừa với lại thạch ban nãy là mình bớt lại 1/3, thì bây giờ mình đổ vào đây nhé. Đó. Mình mở bếp lên và mình sẽ cho vào đây nước cốt dừa nhé các bạn. 1, 2, không ngoáy cho mẹ. Và nữa đi, con ngoáy mạnh nhé. Mình sẽ bỏ vào đây 5 cái này là cái muỗng ăn phở nha các bạn.
Và phần đường còn lại mình cũng đổ nốt vào đây. Các bạn biết không, mình làm bằng nước dừa tươi ấy thì nó rất là thơm. Khi mà mình ngoáy lên là cái mùi thơm nó đã bay lên. Bây giờ nó đã được rồi nhé các bạn. Thì mình mang đổ nó tiếp lên trên cái tô mà lúc nãy mình đã làm nhé. Mình, các bạn nhớ là khi mà các bạn đổ nó vào cái tô này rồi thì các bạn phải để chờ cho nó thật nguội. Khi mà nó đông lại rồi ấy thì mình bắt đầu mới nấu nước dừa, bắt đầu mới đổ tiếp lên nhé. Các bạn nhìn này, nó đông như thế này nè, thì khi mình đổ lên nó mới không bị lẫn màu nhé. Vừa đúng. Đây là thạch dừa mà mình đã làm xong. Nhìn rất là ngon nha các bạn. Bằng nước dừa tươi với lại dừa tươi nạo ra, nó rất là thơm luôn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cắt ra cho các bạn coi nha. Các bạn nhìn thấy có ngon không? Rất là hấp dẫn. Nếu mà thấy ngon thì hãy vào bếp làm thử theo công thức của mình nhé. Mình cắt ra để các bạn coi rồi đây nè. Các bạn có nhìn thấy rõ không? Cái này là những cái miếng dừa non. Mình nạo nó ra mình bỏ vô. Còn đây là phần nước cốt dừa. Các bạn nhìn thấy nó có vân vân rất là đẹp luôn. Thấy không? Nó có những cái vân ấy rất nhìn rất là đẹp luôn. Thấy không? Đấy. Nó rõ ràng hai tầng đâu ra đó luôn. Và có những cái vân dừa rất là ngon. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn các bạn ở những video kế tiếp. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký ủng hộ mình nha. Nhớ like, share, comment và subscribe. Thành những cái vân nhìn rất là hấp dẫn. Đây này, thạch dừa mình mới làm xong này các bạn. Nhìn rất là hấp dẫn luôn. Những cái vân dừa tươi nạo ra bỏ vô nó nổi lên. Những cái vân nhìn rất là ngon và hấp dẫn luôn. Còn cốt dừa thì rõ ràng hai lớp. Mình đã cắt nó ra thành miếng rồi nè các bạn. Những miếng dừa tươi nổi lên như là sóng nước. Hai tầng rất là rõ ràng. Tầng nước cốt dừa và tầng thạch với lại dừa non nổi lên thành vân rất là đẹp.